Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Đây là Kakarena 20k dành cho bạn nào xem video mới nhất của mình. Đấy, vào lúc 7 giờ mỗi tối, tức là 19 giờ mỗi tối thì mình sẽ đăng một cái video mới. Và anh em nào nhanh tay thì sẽ nạp được cái cạc này. Đấy, mong là anh em sẽ ấn like và đăng ký kênh, cộng thêm ấn quả chuông để mỗi khi mình đăng ký video mới thì anh em có thể xem được và nhận được thêm quà nữa. Đấy. Ok, bây giờ tiếp tục đến phần video thôi nào. Và có rất nhiều bạn yêu cầu mình chơi Ramos. Ramos lên full tốc độ chạy cũng như là lên full phép. Hôm nay thì mình lên full phép cho anh em đây. Ok, khởi đầu với Ramos, chúng ta nâng skill Q W, có thể tăng thêm một chút chống chịu như là phản đam. Lulu anh ta không giúp đỡ rừng mình. Ok, ăn thành công mua đỏ, chúng ta đã lên được cấp độ 2. Mình sẽ nâng kiêu quy, sau đó ăn bài chim. Ủa, không tốn nhiều máu cho lắm vì skill W tăng một cái lượng giáp khá là khỏe, cùng theo đó là phản đam. Về cái skill W giống kiểu như là cái giáp gai thứ hai của Ramos đây anh em ạ. Còn hôm sau mình sẽ chơi thử Ramos lên full giáp gai xem thử. Nếu anh em nào thích thì đừng quên comment phía dưới nhá. Được rồi, xem bạn thì có rắc đi được. Mình sẽ đi ăn bùa xanh. Được rồi, ăn không vất vả cho lắm. Bật skill W lên, chúng ta tăng được khoảng 80 giáp. Đã có chiến công đầu ở trên top rồi. Yasuo anh ta có vẻ như là hơi hổ báo quá. Bùm. Ok, ăn cóc thôi nào. Ui ui, còn một hit nữa thôi thì Beat Fortune anh ta có thể kết liễu được Zenix rồi. Mà Zenix anh ta nhanh tay hơn thì phải. Ok, sẽ ghé tham gia Beat một chút. Trước khi ghé tham gia Beat thì mình sẽ ăn con cua này cái đã. Chiếc Ramos thì anh em có thể gánh một cách khá là dễ. Gánh rất dễ anh em ạ. Chúng ta chỉ cần bật skill Q, sau đó thì anh em lao thẳng vào người nó, áp chế, kêu kích nó nữa là ok. Lên đây xem nào. Nào, tôi pick lên cái. Không xong rồi. Ủa ơi, rắc à. Ủa, bị áo choáng kìa. Bị tiêu đốt luôn. Ok, thì mình sẽ giết thằng Yasuo vậy. Ok, tốn tốc biến nhưng mà thế là cần thiết để có thể kết liễu được Yasuo một cách nhanh. Ủa ơi, giúp tôi với. Hai ông boss kia cũng đang bị thọt cho nên là không thể lên đây để hỗ trợ mình, nhưng mà rắc quy vào mình. Và mình cũng bật quy cho nên là anh ta đã bị nảy người ra. Ok, skin Ramos này khá mới và khá là độc đáo. Mình cũng mang bảng thú săn mới luôn nha anh em. Lên full tốc độ chạy cho nên là có cái thú săn mồi nữa là đúng vừa đẹp luôn. Được rồi, ăn bãi chim thôi nào. Ui, cái tổ lái hơi gà. Chim biến dị. Ngoài. Ui, không tốn nhiều máu cho lắm. Đi rừng khá là sướng. Những người đi rừng là mình thấy khó khăn nhất là cái bãi chim. Ai da, tổ lái chúng kìa. Mà cũng không thể làm được gì cả. Có mấy con lính sao? Mấy ông kia chấp cả lính luôn. Mày này. Ủa ơi,
không biết nó phải sử dụng. Không xong rồi. Nào. Đu đu lên đi. Ui rồi, thằng này nữa. Trừng phạt làm chậm à, vẫn không thể đủ tầm để khiêu khích. Không sao, chúng ta đã có một cái chợ. Một cái chợ cũng là ok rồi. Olaf anh ta tiếp tục nằm xuống. Mình chạy đường vòng cơ mà chắc anh ta đã phải nằm xuống lúc đấy luôn. Ôi ra xua. Đang làm cái gì thế này? Rồi mình sẽ quy lên và giết nó. Chạy đi đâu bây giờ? Chạy đi đâu bây giờ? Anh ta hơi coi thường mình thì phải. Ok, có dấu hiệu ping từ phía Z. Anh ta không muốn mình động vào những cái con lính. Mình cũng chiều lòng luôn. Búa đỏ thế nào? Nếu như mà lên mắt phép thì anh em không có một cái lượng chống chịu nào cả, cho nên là hơi yếu. Nhưng mà thay vào đó là anh em có một cái lượng phép cực kỳ cao và có thể kết thúc đối phương kết liễu thật là nhanh luôn. Về đi kìa. Mình ping như thế rồi mấy ông kia không chịu lui gì cả. Thằng rắc nó lù lù như thế. Ok, mình sẽ lên sách để có thể tăng một cái lượng phép nhanh nhất có thể. Rắc lên kìa. Rồi. Ủa, đã bảo rồi. Còn cố. Cố tham nữa. À à. Bật à. Ôi, Z bật luôn kìa. Mình tính ra giúp anh ấy cơ mà không kịp. Ủa, hay quá ra sùa. Sơ sùa bị Faker nhập rồi. Thế mình cứ lên đâu là Lan của chúng ta thắng luôn đấy nhở. Chứ chuyện rõ màn hình vào đâu thì có mắt thắng ngay. Ok, có bơ đỏ mà chưa thấy rắc đâu cả. Tí nữa mình sẽ đi cướp bùa của rắc. Z đi đâu kia? À đây rồi. Trong khi ra xua anh ta vẫn đang để lính. Ok. Không có bùa đỏ rồi. Vậy thì mình sẽ giết thằng này vậy. Ok. Ui Olaf kìa. Ui sợ ơi. Olaf sao lại ra đúng lúc vậy ta? Còn một giây nữa thôi. Có thể trừng phạt được cái con bùa đỏ và có thể chạy thoát. À, trừng phạt Olaf anh ta làm chậm và có thể chạy thoát. Hơi đen một chút. Mình đã hoàn thành được cái giày cơ động rồi. Olaf bây giờ anh ta với Kadia 3-1 thì có thể bổ ra xua một cách dễ dàng. Ăn blue thôi nào. Hey, vừa mới giết được một mạng. Vừa giết được thằng Jack xong rồi bị thằng Olaf giết luôn. Hơi đen một chút. Ui à. Rồi mình sẽ đừng. Con này hôm nay mình chơi hơi ganh hơi khó anh em ạ. Cứ lên đâu là team chúng ta thắng làn ngay. Ok. Đâu đây rồi. Tôi ra đây, tôi ra đây. Xong lừa nó. Giết đi Zed. Zed. Rồi. Zed nó làm màu quá anh em ạ. Cần WLQ thôi. Thì Zed có thể kết liễu được Jack rồi. Còn mạng đổi mạng. Mà mạng của Z là trụ ăn.
Rồi tiếp tục đi ăn bãi sói nào. Ủa, anh em chơi đâm mất thì lên theo kiểu chống chịu thì cực kỳ trâu luôn anh em, gọi là mắt trâu luôn. Ra mất giống kiểu như là một tướng trâu nhất Liên Minh Huyền Thoại. Mình nghĩ là thế thôi chứ tùy anh em à. Đấy, tùy theo những cái tem bạn rồi đấy, những gì mà chúng ta lên theo những món đồ để có thể khắc chế. Ủa hôm nay ăn này, ăn này kìa. Ủa được rồi, tôi xuống, tôi xuống, không biết là có kịp hay không đây. Rồi đặt thêm giày thú săn mồi lên nữa, không kịp rồi. Giết anh ta, giết được Joshua. Cũng may là mình lên kịp chứ không là giết anh ta đã phải chết rồi. Nào. Ủa, ghê quá Z. Ủa, cái ông Z này thăm ăn ghê. Tại mình đã cứu cho rồi, không nhường cho mình một mạng. Nhưng mà không sao cả. Và thăm ăn đến từ Z. Được rồi, mình sẽ lên phép thuật dậy quá cổ nào. À, đầu đường vẫn chưa lên được này. Rồi mình sẽ lên đồ đường. Ok, bùn xanh đã có, chúng ta đi ăn bùn xanh như nào. Rồi rồi đã là căng kèo trên top và ăn qua ăn mạng lại. Ủa, hình như Olaf đã bật ulti lên và chúng ta có thể băng trụ được rồi. Băng trụ thì chúng ta có thể giết được. Ok, có mạng luôn. Tốc biến là có thừa dành cho Joshua. Tốc biến quá thừa luôn anh em. Vẫn có bùa đỏ. À, cái thằng Zack. Zack đến vừa kịp đúc. À, nhưng mà anh ta đang làm cái gì rồi? Đang làm cái gì rồi anh em ơi? Ủa ơi, không xong rồi. Chạy thôi, chạy thôi. À, ủa, may mà mình hất tung nó qua bên kia lại được rồi. Rất hên, cái thằng Joshua đến vừa kịp lúc luôn. Ok, đánh nó luôn. Băng vào. Úi trời ơi, chứ tôi có trợ gì cả. Ở đấy để cho tôi có trợ, tôi nâng sách lên khoảng lên là 10 sách rồi. Rồi đúng ăn tha mà lại còn keo kiệt nữa. Ủa, ăn bãi chim biến dị rồi. Em dừng ra mất thì cực là nhanh anh em. Nếu như mà anh em lên phép. Ui giời, cái trụ đây. Trụ đầu này anh em. Ăn cái trụ đầu cho tôi, ăn trụ đầu đi đã. Rồi làm gì thì làm đi. Em quay lại đây, mày quay lại đây. Mày vừa đánh ai? Mày vừa đánh ai? Không dám quay lại anh em ạ. Quay lại là đồng đội của chúng ta đến. Ui ui, cũng may với cái tay lái của mình thì có thể né qua được cái chói của Morgana. Z anh tài như là hơi hổ báo quá với cái số mạng hiện tại của anh ấy. Ok, mình sẽ xuống boss nào, bật thú săn mồi lên nào. Quy tốc độ chạy hiện tại là 1000 tốc độ chạy, không xong rồi. Mình tưởng là mình sẽ lái qua được những con lính nhưng mà không thể, điều đấy là không thể anh em ạ. Còn một tích tắc nữa thôi thì mình có thể lái qua được con lính và hút cái thằng ấy rồi. Hơi nhỏ một chút nào, tôi vẫn ganh luôn, không phải xoắn. Ủa, nó về con mẹ rồi.
nhọ rồi anh em ạ. Nhọ rồi, nhọ rồi. Ăn mua đỏ coi. Danh chủ yếu toàn như mạng anh em cả. Hỗ trợ 5 rồi kìa. Ây da. Nhím ra mất. Tin bóng. Bóng bóng này rất là đẹp anh em. Nghĩ là đẹp nhất của Ramos luôn. Ok. Bây giờ thì mình đã hoàn thành được cái anh hút phép. Có thể tăng lượng phép cũng như là tăng thêm một chút tốc độ chạy. Ủa ơi. Giết được cân 3 anh em ạ. Ta giết được 1. Giết được 2 người. Và tẩu thoát đi. Đúng như là một ninja. Ở trên này thì Yasuo cũng đã cân 2. Rồi để chúng ta lên hỗ trợ Yasuo gái. Hỗ trợ Yasuo gái. Rồi thì mình sẽ giết thằng này luôn. Chắc chắn là sẽ chết. Ua. Húc phát chết luôn. Bãi thật. Bãi chim xem còn không nào. Ủa giời. Thằng Z này. Sao nó rẻ rách thế hả anh em? Nó rẻ rách thế nhở? Mình mẹ mình ganh cho nó. Đúng cái thằng mẹ ăn chào đã bát đây rồi. Đây cái thằng ăn chào đã bát đây rồi. Nó rẻ rách thế cơ chứ. Rồi mình sẽ đứng đây và hồi skill quy ghi đã. Sau đó thì bật thêm đút săn mồi lên. Ui giời. Ủa ơi. Không xong rồi. Nào đánh đi. Ủa ơi. Anh ấy không biết là mình có một cái skill W giống kiểu như là cái giáp gai thứ hai vậy. Nào nào nào. Vào đây, cho nó vào đây đi. Cho nó vào đây. Làm đâu mày ghê. Ây da. Cũng có gọi là một mạng nhẹ. Rồi là Yasuo, xem nó chạy đi đâu bây giờ. Đúng khỏe luôn. Nào vừa giờ vậy. Tiêu em mà. Ủa. Olaf này mình không muốn chơi với nó. Nó gõ rất đau anh em. Cái thằng Z nó cực danh kỳ rẻ rách luôn anh em ạ. Mình rất cặp kết mấy cái thằng rẻ rách như thế này. Chắc hẳn là anh em sẽ gặp rất là nhiều cái trường hợp rồi. Mấy cái thằng ăn chào đã bát đi. Ủa ơi, để chỗ lát nó bổ. Nó bổ như thế kia thì hỏng rồi. Bổ củ như thế kia thì nó bổ vỡ đầu hết. Ok, lượng phép bây giờ của mình là 550 568. Ok. Tốc biến lên Vanti. Có mạng luôn. Có hai mạng. À, tung gì nó đâu. Thì nó làm cái gì cơ chứ. Đây đây đây. Đúng cái thằng rẻ rách mà anh em. Ăn cái gì nó cũng phải chõ mồm. Chõ cái mồm nó vào cho được. Đúng là thể loại ăn tạp. Đúng là chiều trâu mà anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Mình chỉ muốn vui vẻ với nhau thôi. Rồi cho nó gõ chết con mẹ mày đi. Gõ chết nó đi. Hay quá. Thì có lan để cho tôi. Gõ chết thằng Z là mình mừng lắm rồi anh em ạ. Gõ chết nó. Chết thằng Z. Giống kiểu như là mình giống kiểu như hồi con mẹ nó sinh ấy. Kiểu cái gì đấy mẹ. Như chúng sổ số ấy. Đấy. Ok. Không phải là mình ích kỷ đâu. Nhưng mà cái nó rẻ rách quá. Nên chúng ta phải chơi cái biện pháp mà cho nó cay. Cay cay một chút thì nó mới vui được anh em ạ. Ăn nốt đi. Nó để store cái này đi. Mình sẽ đi tìm thằng Zinix.
Đi đích đâu rồi? Không thấy gì cả. À, đi về. Nha, à, gì đích trên này rồi. Mũ thì vẫn chưa có. Sắp đủ tiền thôi. BC đứng đây xem ai sẽ là người đánh ra xua của chúng ta đây. À, nhưng mình bị phát hiện rồi. Ló đầu hơi quá. Nào, ra đây, ra đây. Microphone của Microphone như bị bắt rồi. Chạy về đi. Chạy ngay, chạy ngay. Thôi, bây giờ thì cũng chúng ta cũng đã đủ tiền để có thể lên được mũ phù thủy. 800 phép. Vãi hàng. Lộ phép thật là khủng khiếp. Ok, chúng ta... À, cái thằng này. Tính làm gì đây? Tính làm gì đây? Một thúc rửa cây luôn. Cho tiếp theo là Ram, Zinix. Anh em sẽ xem tôi đây. Ui, gần chết rồi này. Ui, sẽ được vàng thử. Ui, hết con mẹ nó cót rồi anh em ơi. Thế này hết cót rồi. Đúng hết cót luôn. Chuẩn bị chính giết nó rồi, cơ mà lại hết cót. Không xong rồi. Ui, à, pha xử lý gì thế này. Pha xử lý mẹ cứt đoàn rồi. À, dài quá, sai quá. Rồi sao mới có tôi chết luôn. Pha xử lý mẹ hơi sai lầm đến từ phía của mình, làm chúng ta mất 25 sách. Bây giờ chỉ còn 17 sách mà thôi. Ok, Z. Ủa ơi, thằng Olaf bổ như bổ củi. Anh ta vẫn còn sống. Vãi thật. Đó, cái thằng này nó tính cấp blue của mình đây anh em. Ở chút thì mình sẽ cầm tất cả mọi thứ để có thể giết nó. Mày cướp blue của tao à. Mày cướp blue của tao này. Tám cướp blue của tôi. Thế là không được. Đám là lâm tặc à? Lâm tặc chúng ta gặp ngay kiểm lâm. Thua đẩy mít thôi. Rồi Z. Z thì như có vẻ hơi xanh lại. À, chúng ta đang dần dần lấy đi những cái trụ của tem bạn. Ủa, chiếc cục kêu đến từ phía của Z. Rồi rồi. Ủa, à, cái này. Cái con này của thằng ấy nó ăn trước. Rồi, mình sẽ đồng vào. Nào, đánh tôi đi. Ồ, làm hơi của báo. Ui, chết rồi kìa. Ui, cảm giác nó cứ gõ mình vậy anh em. À, chắc là mục tiêu gần nhất của nó là mình, cho nên là nó giết mình đầu tiên. Ui, rất chơi giải đách nhưng mà chơi ghê phết anh em. Rồi em ngủ nha. Em ngủ nha là sao? Em ngủ nha là sao? Em không hiểu. Rồi em ngủ nha. À, bây giờ mới hiểu rồi. Rồi hiểu anh em ạ. Bây giờ mình hiểu em ngủ nha là như thế nào rồi. Nunu anh ta cũng không được xanh như lắm. Có thêm Nunu là cần thiết. Có thêm được một cái sự chống chịu nhẹ. Ok. Bùa đỏ thôi. Cái này đang bị gì à?
Mình định ra cứu ông ấy nhưng mà mình nghĩ là ông ấy chạy được. Mình nghĩ là chạy được. Ui, Zinix anti đâu vậy? Hình như đi anti để kiểm tra Badon thì phải. Ok, mình thấy mục tiêu là Zinix rồi. Lần này thì mình sẽ giết thằng Zinix. Anh em sẽ xem tôi đây. Mình phải giết bằng được nó. Thấy gì chưa anh em? Không xong rồi, mình lại bị dí rồi. Mà với kinh nghiệm lái lụa của mình khoảng 20 năm rồi thì mình có thể chạy thoát được cái pha này. Ok, Z đang truy đuổi ai đó. Tốc biến đi. Ăn dầu như nào. Đấy, đi rừng là anh em phải chăm chỉ ăn rồng một chút. Bây giờ mình ăn khoảng 2 con rồng rồi đấy. Ủa. Đấy, có pha mất điện anh em ạ. Mất điện thì bây giờ mình mới kết nối lại. À, vãi thật. Kém mình sẽ dí này à. Ủa ơi. Tưởng rằng trong khi mất điện thì tem ăn con mẹ nó ba giòn rồi. Ủa, cái ông này không qua tường. Tự nhiên mất điện cho nên là chúng ta bị đã thua người rồi. Nãy mình FK khoảng mấy phút nữa hơi đen. À, xem ai sẽ là người ăn bãi này đi. Sẽ hết cót nhanh thế. Nó cót lâu lâu một chút nữa thì mình hút cái đấy là vừa đẹp luôn. Ua. Rất anh ta dành tất cả mọi thứ để có thể bắt được AD. Ua ơi, bốc hơi nha. Nào vào đây mà giết tôi. Hay quá. Xem nó đi. Ui giời, mình hút cái thằng đấy một phát thôi nó gần gần hết máu luôn anh em. Ok, vậy là chúng ta có thể kết thúc trận đấu rồi. Đấy, thì có một pha mất điện nhẹ cho nên là anh em không thể thấy được những cái pha vừa rồi. Còn anh em nào có ý tưởng gì hay thì đừng quên comment phía dưới để mình có thể làm cho mọi người xem nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký để có thể ủng hộ mình nhiều hơn. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thế mà vẫn win được.